Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị có mặt trong tam quyến hôm nay, là chào kính trọng. Xin kính chúc hương hồn của anh hai, nghệ sĩ Dương Cảnh được sớm về nơi cõi Phật. Và liên tục chương trình vào ngày hôm nay, Liêm Thanh sẽ gửi đến chương trình với lớp chích đoạn cải lương được mang tên Lục Tổ Huệ Đăng của tác giả Thích Minh Đắc. Cho nam nghệ sĩ Hoài và Dương tràng pháo tay để chào đón nghệ sĩ Hoài Dương ạ. Lời nói đầu tiên, Hoài Dương cũng xin gửi lời chia buồn với gia đình. Cũng xin cầu chúc cho hương hồn của người anh được nhẹ nhàng cởi hạt quy tiên về nơi đất Phật. Và để tiếp theo, Hoài Dương cũng xin gửi đến các anh chị và các bạn với một lớp trích đoạn trong vở cải lương Nhụy Kiều Tướng Quân. Ta chỉ thích cởi cơn gió mạnh, đáp luồng sóng dữ, chém các kình ngoài biển khơi, chứ quyết không cam tâm làm nô lệ cho ngoại bang. Lê Minh xin kính chào vũ tướng. Bớt bớt echo chút xíu rồi em. Trước khi ra đi trá hàng sáng trại giặc, ta xin mời, mời vũ tướng một ly rượu. Rót, rót đi vũ tướng. Trời,
bữa nay nghệ sĩ tặng bóng cho tôi luôn mới ghê chứ. Trời à, vô nè. Trong giây phút chia tay, chân người trai ly rượu xin ghi nhớ cho câu tiếng ai lên đường. Bầu trời nam mù tối, quân nga thù gieo bao tàn, ta ra đi ngân giặc thù hoàng, chiến công về trên quê hương. Uống đi rồi ra tặng nghe sư phụ. Gió cầu hô tiếng người đi, trong ạch mang gông bắt dân tộc tan, ngàn ngàn nằm nô lệ. Bầu quyết hoàng sùng sục sôi, xin thề trên thép, xin thề đất ngàn vàng, xanh linh quyết đứng lên gìn giữ nước non này. Đưa tiên một người đi, đi vào nơi hiểm nguy, bên bên rượu rơi đầy trong tất nặng nề, trao tay ai đó, trao cả cơ đồ, trao cả non sông, trao cả cơ đồ, trao cả non sông. Ôi niềm vinh hạnh trong tay người võ tướng, miệng lân lân ta nghe hồn thiên gọi, núi sông kêu trên vạn đèo đăng vô phao. Một, một, hai, ba, vô cạn luôn nha. Lê Minh ơi, như năm xưa ta hẹn khúc cải hoàng cao, chung rượu đào thương không người dung tương, sao người dối giả ra đi, khi lửa tắt niệm giữa xa trường. Đất trời của quân an đang tiêu nặng căm hờn, chiến công thầm lặng của người anh quý mến, ta nghe như có nụ cười hòa nước mắt ở lòng ta. Da ngựa bọc thay cơn quốc biên, tan bồng hồ thủy vẹn tình trai. Hãy để cho ta vài phút giây nín lặng, đưa tiếng người đi mang chiến thắng quay về. Uống, uống đi chủ tướng, uống đi rồi ra trận vô. Vào sư mạng người trai nơi sói làng, ngàn hiếm quý đang chờ nơi đây, bao kẻ thân thương đêm ngày chờ trong ngày chính quang chiến công mang về, mang sứ mạng dân ta dân thân. Ngàn hiếm quý coi thường nơi đây, bao kẻ thân thương đêm ngày chờ trong ngày chính quang mang về. Một lần nữa ta xin thay lời muôn dân trăm họ, giao trọng trách nặng nề và hy vọng ở Lê Huynh. Đã được sự quy nhiệm của chủ tướng thì cho dù dạng tử nhất sinh, trước chủ tướng Lê mới xin thay văn danh dự, tích thảo luyện binh tới chờ ngày quốc khởi, đánh đổi sầm lặng ta lấy lại
cơ đồ. Phúc lên đường nghe rạo rực cả con tim, tôi sẽ cắt đầu thù về đây để tế cho linh hồn minh chủ. Đi đi huynh, ta hẹn ngày tao ngộ thì nước non này sạch bóng lũ sầm lặng. Và bây giờ Lê Minh tôi xin bái biệt. Hết 2, 3.